Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Nguyễn Phúc Japan nha. Hôm nay mình lại lên một cái clip giới thiệu một số cái mẫu đồng hồ hàng Nhật bãi. Hôm nay là ngày 29 tháng 1, tức là ngày 19 tháng 2. Đấy, hôm nay lại có mấy cái mẫu đồng hồ nhá. Đây, trước tiên đây là một chiếc đồng hồ Citizen này. Citizen nhé, chiếc này là khung gỗ thịt rất dày nặng này, mặt số đúc nối này, mặt số đúc nối màu vàng chanh nhé, màu vàng mỡ gà này, rất đẹp luôn, máy Japan xịn, zin bảo 100% mà chạy rất chuẩn giờ nhé. Gỗ thịt rất dày nặng. Mã số 1 này có giá là 700k nhé. Tất cả đây là mình đã test chạy ok rồi. 1 700k. Rồi, mã số 1 khung gỗ. Mặt số nổi à, số và chữ được đúc nổi nhé. Đấy, chất lượng nó khác. Ok, tiếp theo là mình mã số 2 này. Mã số 2 này là một chiếc đồng hồ để bàn nhé. Chiếc đồng hồ để bàn hình tròn. Đó. Sau của nó là máy đây. Đây, tháo ra để thay pin này. Đấy, tháo pin này. Thì chiếc này cũng chạy rất chuẩn giờ rồi nhé. Test chạy rất chuẩn giờ rồi. Chiếc số 2 nhé. Số 2 có giá là 350k. Tiếp theo số 3 nhé. Tiếp theo mã số 3 nhé. Mã số 3 là một chiếc đồng hồ cũng để bàn này. Chiếc này có chuông nhé. Có báo chuông hẹn giờ này. Cái này là chỉnh cái gì không biết, còn trên này nó là đèn này. Đấy, khi mình nhấn tay vào đây nó sẽ lên đèn sáng này. Đấy. Chuông kêu báo này, đây xem mình sẽ máy chạy một quả pin chung nhá, máy chạy một quả pin chung này. Đằng sau có nút công tắc tắt bật của chuông. Và cái nút này là để chỉnh chỉnh giờ phút cũng như là chỉnh hẹn giờ. Bây giờ mình sẽ chỉnh hẹn giờ này. Bật chuông này, đây là nút công tắc bật chuông này. Đó, bắt đầu chuông kêu. À, đây là âm lượng vặn cho chuông nhé, to nhỏ chuông này. Đó. Đấy, báo thức nhé. Máy chạy một quả pin chung nhé, máy kim trôi. Zin bảo 100% chạy chuẩn giờ luôn. Chiếc này có giá là 500k. Mã số 3. Rồi để đầu giường hẹn giờ quá tuyệt luôn. 500k. Có chuông, có đèn, có hẹn giờ nhé. Máy kim trôi có dặn quang này. Trước này kim nó tối tắt điện đi là có dặn quang xanh đấy. Không muốn sáng nữa thì bật nhất công tắc đèn đây. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 này là một chiếc đồng hồ hình bát giác nhé. Chiếc này thì có chuông này, gông vòng này. Đẹp keng luôn nhé. Vỏ gỗ rất đẹp luôn. Đấy. Quả lắc rất đẹp luôn này. Gông vòng mới keng này. Chiếc này nó bị vỡ mất cái kính này. Đấy. Đấy, 30 phút gõ một lần. Tiếng và mấy giờ nó quá mấy tiếng.
tiếng chuông rất hay nhá, tiếng chuông rất hay luôn này. Nội thất ruột gan thì không thể chê vào đâu được, đẹp keng luôn. Chuẩn bị vỡ kính do vận chuyển nhá. Cái viền này mại cờ đô này vàng. Đây có chiếc này thì có cái công tắc tắt bật nhé, tắt bật chuông ấy. Khi nào đêm mình không thích nghe đó thì mình tắt tiếng chuông đi. Chiếc này thì máy chạy một quả pin đại nhé, máy chạy một quả pin đại này. Tem mác còn đầy đủ ơi, Made in Japan này, máy chạy một quả pin đại này, máy còn rất đẹp luôn nhé, nhông bên trong còn trắng trắng cốp luôn. Đó, quả lắc đầy đủ, chỉ bị vỡ một cái kính thôi. Chiếc này bán ra tốt cho các anh em để về anh em cắt kính, hoặc là không cắt kính vẫn ok không sao cả. Đó, mã số 4 này nhá, mã số 4 này có giá 1.300.000 nhé. Nếu mà chiếc này mà không bị vỡ kính thì nó 1.700.000. Ở chiếc này không ghi được thôi nè. Mã số 4 nhé. Mã số 4 là hình bát giác, quả lắc, chuông gong vòng, báo giờ, chạy một quả pin đại. Có giá là 1.300.000 nhé. 1.300.000. Tiếp theo là một chiếc đồng hồ Nhật nên dây cơ quắt 31 ngày nhé. Chiếc này có lịch ngày và lịch tuần này. Kính zin bản hết nhé. Bên trên là kính mo, bên dưới là kính kính mài bên trong ấy. Hình thức thì còn đẹp, máy zin bản 100% và chạy chuẩn giờ luôn. Đó. Chiếc này máy đánh 2 gông đồng nhé, 2 gông đồng. Đây là tay khóa này, đây là cái cân quả lắc này. Mặt này mặt số nổi nhá, mặt số nổi. Có thương hiệu là Aikoha. Cái này 30 phút nó gõ một cái. Và mấy giờ là máy gõ mấy tiếng. Đó, nên dây cơ quất 31 ngày. Máy đẹp zin bản 100% nhá. Rồi, chiếc này là mã số 5 nhỉ. Mã số 5 nhá. 5 này có giá 1.900.000. Đó. Tiếp theo là mã số 6 nhá. Mã số 6 này cũng là một chiếc Senco rồi. Senco chiếc này cũng số nổi nhá. Số nổi con này này cũng có lịch ngày và thứ này. Lịch ngày lịch tuần nhá. Hình thức thì đẹp keng rồi. Kính mo tất cả zin bản hết nhé. Này cũng là điểm chuông 30 phút và 60 phút. Đấy, máy đánh hai gông, hai búa, hai gông đồng nhé, hai gông đồng đỏ rất đẹp luôn. À, 11 giờ quá 11 tiếng nhá. Và chiếc này là mã số 6 này. Mã số 6 này có giá là 2.100.000 nhá. Mã 6 này, 2.100.000. Và tiếp theo là một chiếc cũng là lên cơ quát 31 ngày nhưng mà chiếc này về thì nó bị vỡ mất cái kính này. Thứ nhất là vỡ kính, thứ hai là nó bị thiếu mất quả lắc nhá. Thiếu quả lắc này. Còn đâu máy thì đẹp luôn, chạy ok đấy. Đó. Thùng vách còn đẹp luôn, hoàn sát cạnh nhá. Thì chiếc này bán thanh lý cho các bác là 900.000. 900.000, quá rẻ bèo. Chiếc này thì mình chưa lên dây cót đâu, chưa. Nói chung là dòng này thì không sợ hỏng.
chỉ có thiếu đồ thôi. Con này là hai gông đồng bạch, hai gông đồng bạch, một gông còn một gông ấy, còn không biết nó gãy hay không, mình chưa tháo này. Đấy vẫn đánh đấy. Kính bên dưới vẫn zin nhá. Mã này là mã số 7 này, mã số 7 này nhá, có giá là 900k nhé. Bác được lấy cái máy các bác bán nó thừa này. Ok. Tiếp theo là một chiếc là Super S này, chiếc này cũng lên cơ quát 30 ngày, chiếc này mặt rất đẹp nhưng mà về cũng bị vỡ mất cái kính nhá. Máy đánh hai gông đồng mạch. Mấy chiếc này thì mình chưa tháo, chưa dọn, chưa lên dây cót đâu. Chiếc nào nó còn thì nó kêu không còn thì nó chiếc này bị sứt ra chút này. Còn mặt số thì rất đẹp này, mặt không chê đẹp, gần mạ chrome sáng bóng luôn. Hai gông đồng bạch. Đó, thùng còn đẹp chỉ một chút là đây mình xước rồi. Bán cho thanh lý cho các bác, về các bác xử lý nhá. Mã này là mã số 8 này. Số 8 này cũng có giá là 900k nhá. Ok. Và tiếp theo là chiếc cuối cùng rồi nhé. Chiếc cuối cùng là mã số 10 này. Đúng rồi, Senko ha. À Senko. Máy cơ cót 30 ngày. Đẹp keng luôn nhé. Con này rất là đẹp rồi. Con này mình có test chạy ok hết rồi nhé. Đó. Mã số 10 này có giá 2 triệu 2 nhé. Tất cả zin bản 100% từ kính mo, kính trên, kính dưới nhá. Rồi là quả lắc đầy đủ hết đấy. Quả lắc mình bỏ ra cái chỗ khác, mình test con khác rồi. Rồi kết thúc video thì mình xin chào và hẹn lại tất cả quý vị và các bạn tại những video clip tiếp theo. Các bạn hãy đăng ký kênh, ấn nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất bên mình ra nhá. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.